sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Mời bạn nam. Thôi đi bạn. Mình sẽ giới thiệu sơ sơ để đối phương cảm nhận được ha. Em tên là gì? Em tên là Vi Thị Nhỏ Duyên ạ. Vi Thị Nhỏ Duyên. Nhỏ Duyên. Vâng. Wow, tên đặc biệt quá. Duyên này rất nhỏ nha quý vị. Rồi, em bao nhiêu tuổi mình? Em 23 tuổi ạ. Quê em ở Lạng Sơn, hiện tại em đang làm việc và sinh sống tại Sài Gòn. Công việc của em là trợ lý của diễn viên ạ. Bạn trợ lý của diễn viên nào? Chị Nhã Phương ạ. Chị Nhã Phương. Dạ. Mà xinh như vậy cũng nhiều người ngắm nghía. Vậy lý do tại sao bạn đến với chương trình này? Em muốn cho mình một cơ hội mà hỏi chị Phương. Chị Phương kêu là chị khuyến khích đi, chị muốn em đi chương trình này để có người yêu. Dạ, mấy chị em trong nhà làm hồ sơ cho em gửi đi chương trình ạ. Rồi, mời bên kia giới thiệu. Em tên là Nguyễn Anh Tú, năm nay 26 tuổi. Hiện tại đang làm trợ lý giám đốc cho một công ty luật. Em học luật ra hả? Em không. Ủa? Không có luật ra sao làm trợ lý giám đốc về luật? Không, tức là em cứ đi theo tổng giám đốc sai gì làm đấy. Thôi mình nói chút xíu về đường tình duyên của mình. Sao lận đận có mặt ở đây bạn nhỏ Duyên? Dạ, tại vì là em chưa thấy ai thích hợp với em. Nên là bây giờ ấy. Chưa có mối tình nào hả? Chưa ạ. Chưa luôn. Vâng. Những điểm mạnh và điểm yếu của em là gì? Dạ, điểm mạnh của em là hòa đồng, chăm chỉ, nấu ăn cũng được. À, nấu ăn món gì ngon nhất? Món gà... Gà luộc. Món nó ngon đấy. Trời ơi, gà luộc cũng khó luộc. Nghe anh lên. Gà kho nghệ. Gà kho nghệ. Vâng. Chà, món nó cũng ngon rồi ha. Rồi, còn những cái điểm yếu của mình? Hay cằn nhằn, tự kỷ. Tự kỷ là sao em? Hay nghĩ, suy nghĩ linh tinh ạ. Đi làm một mình rồi cứ ăn cơm. Cái đó đâu phải gọi tự kỷ. Dạ. Tự kỷ là mình làm cái chuyện gì nó hơi bất bình thường chút xíu mà một không. Mình làm hoài mới tự kỷ. Ví dụ như ngồi nói chuyện mình hay là ngồi là gì đó, cái gì đó. Ngồi nói chuyện mình là mệt rồi đó chứ không phải tự kỷ đâu. Cái này không biết sao rồi nhá. Mình nghĩ em là người lãng mạn. Hay là cái này được á. Nói chung là mình nghĩ ra được nhiều cái khung cảnh, nhiều cái tình huống này. Rồi bây giờ bạn thử nghĩ một cảnh đầu tiên, nếu như bạn gái bên kia đồng ý hẹn hò bạn lần đầu tiên thì mình tạo ra không khí, không gian như thế nào là lãng mạn. Xem thử là bạn lãng mạn cỡ nào. Giờ chắc là em chỉ nghĩ ra. Trời ơi. Vậy mà nói ưu điểm là lãng mạn, người ta phải nghĩ ra liền. Lần đầu hẹn hò, mình hẹn bữa nào trưa thiệt nắng chang chang lúc 12 giờ trưa đó, ở giữa đường quốc lộ vậy, thí dụ vậy. Bây giờ mình sẽ tìm một người bạn gái như thế nào? Cả về bên ngoại, tức là ngoại hình và nội thất. Nội thất là sao bạn? Không, không phải nội thất mà là nội tâm ấy ạ. Tâm là giống như nội tâm. Bàn ghế, nội thất là nội thất. Rồi. Hai cái nó không liên quan gì. Giờ ngoại hình sao nè? Không có người phụ nữ nào xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp thôi. Cơ bản ngoại hình thì em muốn là bạn ý thức việc làm đẹp. Nói chung là mình cũng biết trang điểm một chút xíu ra ngoài đường là mình thích. Ví dụ như bây giờ bạn nữ mình đi sửa sắc đẹp, ví dụ như đi tăng trưởng vòng 1 hay là cắt mắt, sửa nâng mũi, gọt cằm gì đó, bạn cho không? Em nghĩ về cái đó thì có thể là cả hai cùng đi. Ủa, bạn cũng muốn nâng vòng 1 luôn hay sao? Không, cái vòng 1 thì có thể là em tự khắc phục được, nhưng có vài cái về khuyết điểm ở trên khuôn mặt này em cũng muốn sửa chẳng hạn. À, coi như là đồng ý với sự chỉnh sửa đúng không? Miễn là đẹp là được đúng không? Quan trọng bạn ý không sợ đau. Rồi, thoải mái quá. Mình muốn chọn cái mẫu người như thế nào? Dễ thương như anh Quyền Linh ạ. Vâng, rồi là sạch sẽ, rồi là biết quan tâm, chăm sóc. Ủa, bộ đàn ông ở dơ lắm, sao bạn chọn sạch sẽ? Cái điều gì mình không thích ở người bạn trai? Không chơi bời nhiều ạ. Chơi bời là sao? Chơi bời đi là... chơi là quên hết cả người yêu. À. Vâng. Có chơi bời nhiều không? Cũng chơi nhưng không bời. Đúng rồi. Bạn trai nãy bạn chưa nói rõ là ngoại hình bạn cần như thế nào, nên qua xem có được hay không? Cụ thể đi chứ gì ngoại hình, nội thất gì mà nghe nó không cụ thể. Thì cái nhất giá nhì ra thì ba khuôn mặt thôi ạ. Còn 1m63, 1m65. 63, 1m65. Rồi, còn gì nữa? Nhiều đó rồi hả? Nhiều đó quá trời, nhất dáng nhiều da. Thứ ba nhưng mà cao 1m63, 1m65. Bạn không thích gì ở người phụ nữ? Đấy là người phụ nữ không tâm lý, không có sự thông cảm ý. Tức là mình nói rất là nhiều nhưng không đúng thời điểm, khiến cho người bạn trai hoặc người chồng của mình rất là áp lực. Vậy là cằn nhằn đó đúng không? Vâng, kiểu như thế. Rồi kiểu vậy để tôi qua xem mặt bên kia coi thế nào. Đây cằn nhằn. Còn đúng rồi, nhất dáng nhì da. Thưa anh, ồ chào em, rất là xinh đẹp. Nhất dáng nhì da, dáng cũng được. Ừ, da cũng đẹp, gương mặt cũng xinh. Cao nhiêu kìa em? Trợ lý Nhã Phương mà.
không? Còn anh là trợ lý Trường Giang nè. Được không? Được ạ. Còn miếng quá dính luôn. Hả? Dạ. Rồi, bây giờ 1m63 trở lên, sao mấy? Em 59. Rồi sao? Em ơi, trai ơi, đây có 59 rồi sao? Ok, khắc phục được bằng giày cao gót mà anh. À, có dài thêm ha. Em thích một cái chàng trai giống nghệ sĩ nào không? Nói cụ thể cho dễ hiểu. Em thích vợ chồng của Hyoli ạ. Ly chén muỗng gì mình. Bên kia giống Ly không? Để hồi, bên kia em hỏi coi giống ảnh không nha. Dạ. Rồi, vậy được, bên đây đàn trai rất là hiền, dễ thương, nhẹ nhàng, quyến rũ nữa. Bển có đẹp không mà sao yêu cầu cao quá vậy? Bên đây quyến rũ lắm à. Qua xem đi biết. Sao, em muốn sao? Em chỉ cần tốt lên. Ôi, đây nè, anh bên này anh đòi hỏi quá cao luôn nè. Chào chị. Xí xí, ủa bạn cái này tóc giả hay tóc thiệt vậy? Tự nhiên thấy cái máy nó che như nè, mình tưởng thường thường hay mấy anh giờ thiếu tóc phía trước cái hay gắn nguyên cái máy vô á, mình tưởng đâu gắn cái máy vô. Bây giờ này mình trẻ. Thì mình phải hỏi chứ. Em để thế để chị vuốt tóc em. Thôi bây giờ nè, bao nhiêu lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân được? Thực ra thì em kỳ vọng là năm sau. Có sớm quá không? Tự nhiên em bị khao khát điều đó. Em có khao khát, có đam mê là được. Em cứ nghĩ là bạn ấy cứ trải nghiệm em đi. Trời ơi, trải nghiệm gì trời? Trải nghiệm luôn gớm gì? Trải nghiệm em là trải nghiệm sao? Thì mình cứ thử đi, thử ăn uống, nói chuyện, nếu mà cảm thấy hợp nhau thì mình... Chứ em cũng đâu bắt bạn ấy phải là của em luôn đâu. Dùng từ cũng hay quá ha, trải nghiệm thử em trải đi nghiệm. Được á. Có ai thử trải nghiệm thôi không ta? À, được rồi. Em có tật xấu gì không em trai? Hay quên. Hay quên. Rồi gì nữa? Tức là em đang quên hết cả tật xấu của em rồi. Trời ơi. Thôi bây giờ hỏi ý người thân nữa coi sao nha. Hôm nay em có đi với ai không? Hôm nay em đi với cả em gái của chị Nhã Phương, em dâu nữa. Và em trai chị Phương nữa. Em gái, em dâu, em trai đâu? Em gái của Nhã Phương, em dâu, em trai đâu? Dạ. Thôi chào các bạn. Đừng có nói đi chung với bạn trai Nhã Phương nữa nha. Nhìn có không nha. Dạ, em chào chị. Em tên gì? Dạ, em là Phương Anh. Phương Anh là em của Nhã Phương á hả? Dạ. À, hèn chi là cũng có nét giống, đúng không? Vâng. Em nhìn thấy bạn trai bên kia như thế nào? Cũng rất là dễ thương. Mong bạn nam thể cho Duyên cảm thấy là hạnh phúc, vui vẻ. Rồi, cảm ơn bạn. Bạn trai mình có đi với ai không? Dạ, em có đi với người anh của em là anh Đồng Hương ạ. Đồng Hương rồi, chào anh. Dạ. Đồng Hương. Dạ, xin chào anh Quỳnh Linh, chào chị Cát Tường. Dạ. Và các bạn khán giả. Tú ơi, em là người rất là may mắn ngày hôm nay đó. Đó. Tại sao vậy anh? Rất là xinh, tên là nhỏ Duyên mà Duyên không hề nhỏ. Thấy chưa? Nôn nao chưa? Hay cho trẻ không bạn trẻ gặp nha. Nhau nha. Kéo mà. Kéo mà. Đấy. Chào em. Thì hôm nay là nhân chương trình bạn mua hẹn hò thì anh muốn tặng em một món quà quê hương anh. Anh quê ở làng Bát Tràng, Gia Lâm, Hà Nội ấy. Là làng gốm. Thì cũng qua chương trình thì giới thiệu sản phẩm luôn. Đây là sản phẩm bộ ấm chén của quê hương em. Hôm nay đi làm, đi tìm người yêu hay đi quảng cáo? Thì hôm nay thì... Nhìn thẳng mặt bạn gái kìa. Em xin đọc một đoạn rap được không ạ? Dù ông già Noel công an cho anh xe hơi, hay ông già Noel công an cho anh máy bay trên trời, thì đó đâu phải là hạnh phúc đâu người ơi. Anh chỉ cần em mà thôi. Anh nói gì vậy? Em dịch cho anh nghe coi. Anh không hiểu tiếng Anh. Em hát sao mà hát tiếng Việt mà anh Linh nghe ra tiếng Anh luôn kìa. Dạ. Anh tưởng luôn hát tiếng Anh. Anh chỉ cần già Noel mang em đến cho anh là được rồi. Đại khái nội dung vậy đúng không? Dạ. Còn em cần gì? Ô tô, xe hơi, máy bay hay là... Anh ấy? Em chỉ cần anh ấy yêu em, quan tâm đến mọi người xung quanh ạ. Dạ. Mở món quà để xem có cái gì ý nghĩa coi. Đặc biệt ở quê ảnh của em. Trời đẹp quá ha. Rồi hai người ngồi đứng hoài. Bây giờ cảm nhận bạn gái thế nào? Em thì em cảm nhận từ cái bên trong chứ. Quan trọng cái bên trong không vậy ta? Không phải cảm nhận bên trong trước mà thực sự thì em nghe về công việc của bạn ý, em lại thích công việc của bạn ý. Em cũng làm trợ lý, thì không phải là trợ lý bên nghệ thuật thì em cũng hiểu đặc điểm công việc. Thì em nghĩ là cái vấn đề đó em phải thông cảm được. Em thấy bạn ý cũng rất là dễ thương ạ, muốn hẹn hò với bạn ý. Bạn gái cảm giác bạn trai cảm nhận gì bạn trai thế nào? Dạ, em thấy bạn ấy cũng có nhiều điểm giống em, hay ngại và hay quên, nhưng mà em thấy dễ thương. Một tuần liệu mình có thể gặp nhau mấy lần nhé? Nếu mà thời gian rảnh thì lúc nào cũng được ạ. Thì anh muốn kết hôn vào mùa lạnh
năm sau tại Hà Nội. Các bạn tìm hiểu rồi. Bạn có thích kết hôn vào mùa lạnh không? Hay là thích kết hôn vào mùa nắng? Mùa nắng á. Mùa nắng thấy chưa? Chết quốc à. Bên đây thích mùa lạnh, thích mùa nắng. Em cho anh một cơ hội tìm hiểu nhé. Nói một cái gì tận đáy lòng của mình nãy giờ. Phải sao người ta mới cho chứ tự nhiên đâu vô sinh khơi khơi. Anh rất muốn hẹn hò với em. Nói chung là em hơi bị run lần đầu làm chuyện đấy. Nãy giờ thấy em xinh quá, nụ cười của em quyến rũ quá. Mình phải cảm nhận từ trái tim của mình chứ gì cứ gặp em với anh với em hẹn hò nha. Đấy bây giờ nói đi, nói từ đáy lòng của mình suy nghĩ cái gì về cô gái nãy giờ. Anh thấy em rất là dễ thương. Anh thích nói chung là cả về bên ngoài lẫn cả gọi là cả bên nội cả bên ngoại anh đều thích á. Dạ. Thế nên là anh muốn là mong là em cho anh cơ hội có thể là mình hẹn hò nhau rồi nghĩ đến xa hơn. Đó, nhất là phải vậy. Cặp này đi hẹn hò chắc phải cho tôi với Tường đứng kế bên mới được. Rồi, đặt tay vào rồi. Nút bấm đi em. Suy nghĩ thật kỹ. Bấm nút có nghĩa là trao nhau một cái duyên và chấp nhận nhau để tìm hiểu nhau để tiến tới hôn nhân. Bắt đầu. Một, hai, ba. Hết thời gian. Sao vội vàng vậy em? Kêu nói thì không nói mà bấm nhanh vậy, người ta chưa có gì hết trơn à. Nắm tay nhau. Nào thì nắm tay nhau. Đã đồng ý là chúng ta đã trao nhau cái duyên rồi. Hãy hôn bạn gái nhân ngày gặp mặt đi bạn. Nào. Làm gì hôn thôi mày? Môi mình có mùi mỹ phẩm thơm thơm. Mùi mỹ phẩm thơm thơm, trời ơi. Nên nó hôn mỹ phẩm không mày? Chán hôn này cũng chết. Những chiếc vé xem phim của cụm rạp và Cinebox 212 Lý Chiến Thắng giúp các bạn sẽ có nhiều thời gian để tìm hiểu nhau kỹ hơn. Đây là một chiếc thẻ JCB đến từ Nhật Bản, một cái thẻ thanh toán quốc tế, trong đấy có giá trị là 1 triệu đồng. Chúc các bạn vừa xem phim vừa mua sắm. Tặng các bạn. Để tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Cảm ơn hai bạn. Nào hãy nắm tay đưa bạn gái đi xem phim. Dìu bạn gái xuống cầu thang. Gì đâu mà con trai nhút nhát quá trời ơi đất luôn. Nhút đâu mà nhút. Nhút lúc nói thôi chứ kêu hùng cái ông hùng cái chóc liền kìa. Ở công ty mọi người thường gọi em là Mộc Hoàn Hảo. Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá. Mà thua em được con trai vô gì. Được rồi, và bây giờ thì cặp đôi đầu tiên đã thành công. Chúng ta sẽ tiến đến với cặp đôi thứ hai. Xin mời Hạ Màn. Mời bạn Nam. Hỏi đi. Mời bạn nữ. Ai nói trước? Ai muốn nói trước? Trời ơi, trời. Thôi khỏi dành, cho bên đó nói trước luôn á. Đi rồi. Chào anh Nguyên Linh, chào mọi người trong khán phòng. Chào chị Cát Tường và bạn kế bên. Chào bạn. Em tên là Trần Hoàng Nam, 28 tuổi, quê em ở Tây Ninh. Bây giờ ngồi ngoài cũng rung đúng không? Thấy bạn đó, thấy bạn trai nói chuyện khéo quá. Mà thua em được con trai vô gì. À ngồi đi. Cũng gây ấn tượng rồi đấy. Được, được. Rồi giới thiệu chút xíu về mình đi. Mình đang làm công việc gì? Rồi. Em đang làm nhân viên nghiên cứu thị trường. Rồi. Thôi giờ để nghe bạn gái giới thiệu cái đó nha. Dạ. Lời đầu tiên thì em gửi lời chào đến chị Cát Tường, anh Quyền Linh. Chào bạn. Quý vị khán giả và bạn cùng chơi. Chơi gì? Dạ em xin lỗi, bạn cùng tham gia. Em tên là Lương Quỳnh Ngọc Diễm, hiện là nhân viên kinh doanh về phụ gia hóa chất thực phẩm. Dạ. Thì ngoài cái tên Diễm ra thì ở công ty mọi người thường gọi em là Mập Hoàn Hảo. Mập Hoàn Hảo hả? Dạ. Tại sao lại gọi bằng cái tên đó? Dạ, tại vì do là em cũng hơi tròn. Mọi người ưa ghẹo em là tại sao mà tới giờ vẫn chưa có bồ. Cho nên là em mới nói với mọi người là do là em hoàn hảo quá cho nên là khó mà tìm được một nửa còn lại. Thế là kết hợp giữa mập với lại cái sự hoàn hảo đó của em và gọi là Mập Hoàn Hảo. Hay. Mập Hoàn Hảo quê ở đâu? Em quê ở Long An. Thế mình trải qua được bao nhiêu mối tình rồi? Chính thức thì em trải qua một mối tình. Chia tay bao lâu rồi em? Chia tay chắc khoảng 5 năm rồi ạ. Nhưng mà sau 5 năm vừa rồi mình cũng ổn định công việc rồi, mình cũng chưa tìm được người nào khác. Dạ một phần thì em cũng muốn tập trung cho công việc của mình nó ổn định.
Tính em thường là gọi là bị già trước tuổi. Muốn tiến tới hôn nhân chưa? Dạ, hiện tại thì nếu như mà tiến tới hôn nhân thì khoảng 2 năm nữa. Bạn nam trải qua mấy mối tình rồi? Dạ, em thì gấp 3 bạn nữ. Chắc em 3 ba mối tình mà, nhưng mà thời học sinh là một mối tình. Mối tình gần nhất đây là? Mối tình cuối á. Tình cuối là quen nhau được 4 năm rồi chia tay. Bạn ấy ghen quá rồi em đi lính. Đi bộ đội ha? Dạ. Hồi nãy bạn trai nói là chia tay tại bạn gái nữ là hay ghen. Em hỏi bạn trai thử coi là ảnh làm gì mà người ta ghen. Bộ anh lăng nhăng lắm hay sao mà người ta lại ghen vậy? Cũng không có lăng nhăng nhưng mà vui vẻ với bạn gái, bạn đồ mình đi chung, hòa đồng mình gác dai đồ nhau. Mà bạn gái cũng gác lại mình cái về cái bạn nữ không chịu. Chứ gì không chịu, đúng rồi. Như em chịu không? Gác dai luôn hả? Bây giờ thân nhau vậy. Thân vậy? Đi chơi chung với bạn trai mà ôm nhau nói anh BD hay sao mà cứ... Nhưng mình có BD không? Mà anh trai phải mạnh mẽ. Không, đâu BD, chuẩn men. Bạn trai phải mạnh mẽ. Bạn gái có ghen không bạn gái? Em thì cũng tính thì cũng tùy lúc. Tính em là không thích cái gì là mình sẽ thể hiện ra ngay trước mặt luôn. Là mặt em sẽ sụ xuống. Xong rồi... Xong rồi là không thèm nói năng gì hết trơn á. Có nhiều người quá thì em sẽ không có làm mất mặt người đối diện đâu. Nhưng mà khi mà về nhà thì có thể là em sẽ hét lên, hoặc là em không hét được thì em sẽ đập bàn chẳng hạn. Thôi đừng đập bàn, đập ảnh á. Dạ. Đồ hét thử nghe thử cỡ nào. Vậy cũng đâu có gì đâu. Rồi bây giờ em muốn tìm người bạn trai thế nào? Diễn tả coi coi giống bên đàn trai không? Cao hơn em, to hơn em. Cao hơn em, to hơn em. Rồi gì nữa? Khuôn mặt có hậu. Có hậu. Mặt rộng á. Mặt rộng hả? Mặt rộng là sao? Mặt mâm. Mặt mâm. Mâm hả? Mặt anh chà bá luôn em. Em có một cái hình tượng nào có thể diễn tả cụ thể không? Dạ anh Quyền Linh. Anh Quyền Linh và anh Xuân Bắc. Lên Xuân Bắc ha. Dạ, tính tình vui vẻ rồi, lối sống đơn giản. Được mà bạn ở đây rất là vui tính. Đạt chuẩn không? Đạt chuẩn không? Được không? Dạ, em thấy là tính là thấy hợp, rất là hợp rồi. Coi cái mặt có mâm không? Chết rồi, cái mặt này hơi bị ốm. Không có rộng, cái mặt không có rộng. Tướng không có mập. Nhưng mà người ta chắc. Rồi bây giờ nè, nếu mà được thì bao nhiêu lâu nữa tiến tới hôn nhân được? Dạ, mẹ thì cũng kêu cưới vợ hoài. Hồi đó mẹ nói mày ráng học rồi. Không có nên, tao 30 tuổi tao mới cưới vợ mày. Bây giờ 28 rồi. Giờ mới 28 tuổi, hối quá trời. Nói mẹ nói sao giờ mẹ hối quá trời. Tại nhà ba người trai mà chỉ có chưa có ai có gia đình. Mẹ hối quá trời mà mình có muốn chưa? Dạ cũng muốn. Rồi mẹ có dặn kiếm vợ sao không? Mẹ nói con chịu sao là mẹ chịu vậy. Mà em muốn sao? Nói chung thì hợp với tính em, ngoại hình thì cao ráo là được. Rồi hôm nay mình có đi với người thân nào không? Đi với em trai ruột, em Út. Em ruột á hả? Dạ. Trai vậy là đoán anh trai sao rồi đó. Trời chị nói gì chết em. Chào em. Thấy chị con gái của mình kia có hợp. Dạ, chào anh không? Quyền Linh, chị Cát Tường, chào khán giả. Thấy chị cũng dễ thương, tròn tròn. Anh em có thích tròn không? Đúng gu luôn. Đúng gu hả? Anh em có tật xấu gì không? Tốt hết nhưng mà được cái nóng tính. Em thấy chị gái này là hợp với nhau được bao nhiêu phần trăm? Cũng 90. Ghê vậy, 90. Rồi, cảm ơn em. Mình có đi với bạn ai đi theo ủng hộ mình không? Dạ, có một chị đồng nghiệp với em ạ. Em chào chị Cát Tường, chào anh Quỳnh Linh. Dạ, thì thấy bạn trai cũng khá là vui vẻ. Nói chung là tính cách thì có vẻ sôi nổi, phù hợp với Diễm. Rồi, cảm ơn bạn. Bây rồi, giờ nãy là giờ chuẩn bị kéo màn lên, mình có tiết mục nào biểu diễn gây ấn tượng không? Không. Em cũng hát hò gây trò rồi nhưng mà người lạ nó cũng hơi rung. Không có rung, lạ rung cũng hát luôn. Cứ lạ sao quen. Bài gì cũng được. Hát hai câu vòng cổ. Rồi ok rồi. Được luôn rồi, kéo màn lên là hát liền nha. 2, 3, kéo màn. Lấy hơi đi. Bắt đầu. Em yêu. Em có biết không anh thương em, nhớ em nhiều lắm. Đêm trắng thâu đêm giấc ngủ không tròn. Em tránh xa anh cũng do bởi kiếm tiền. Anh dẫu biết phận nghèo tay trắng, yêu em chỉ bằng tâm hồn và trái tim anh. Nhưng giờ biết phải làm sao, không nhà không cửa không tiền không xe. Anh đây chết sớm em ơi, mong em trở lại cứu giúp giùm đời anh. Trời ơi. Ấn tượng không em? Dạ, em thấy cũng ấn tượng nữa đó. Thích không? Em có cái gì để đáp trả lại ảnh không?
Dạ không. Anh... À, quên. Lo hát quá. Dạ, tại anh kêu lại là hát liền rồi, đâu có... Anh kêu gì làm nấy vậy hả? Dễ thương mà. Hiện tại thì là anh đang làm việc ở đây luôn. Đúng. Dạ. Là mình làm ở quận mấy à? Làm ở quận 3 nhưng mà đi khảo sát nhiều khi có đi tỉnh. À. Thường công việc của bên em thì cũng đi rất là nhiều. Đi như vậy thì có khi là đến một tuần thì anh có quan trọng cái việc mà đi như vậy không ạ? À? Đó là công việc mình phải chịu thôi chứ đâu có ai trách móc gì được chứ nó. Dạ. Hỏi có làm dâu. À, nếu như mà tiến tới hôn nhân thì em có phải về làm dâu hoặc là ba mẹ thì phải chăm nom, nói chung cuối tuần rồi về nhé. À, cuối tuần về thì ok, tại tuần nào em cũng về. Em có ngại gia đình bạn trai quá đông anh em không? Hiện tại thì em cũng có hơi chút lo lắng, 7 người nam hết luôn anh. 3 người trai, 4 người chị gái, anh là lớn nhất. Dạ. Còn 2 em trai. Lập gia đình hết chưa? Dạ. Nhà mình lập gia đình. Mấy chị đều lập gia đình hết rồi, chỉ còn 3 người trai là chưa có gia đình. Dạ. Bởi vậy mẹ mới hối thúc là anh trai nữa. Hỏi anh chuẩn bị gì chưa? À, nếu như mà quen nhau thì anh nghĩ là bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Hồi nãy em nói 2 năm nhưng mà thì anh thì nếu mà phù hợp thì cưới thôi chứ nói chung cũng không xác định. Cưới sớm tốt không có gì. Tỏ tình với nhau cái gì đó thật là lãng mạn đi để mình quyết định là có đồng ý hẹn hò với nhau hay không. Chung thấy anh thấy em thì cũng thật thà, thấy tính cũng vui tính, em thấy anh có phù hợp với anh. Em thấy anh cũng vui nhưng mà em chưa có cảm nhận được nhiều lắm theo như là cái mà em suy nghĩ. Cái mà em suy nghĩ là cái gì? Về cái mức độ có thể gọi là hòa hợp với em. Thật sự là lên chương trình là em rất là nghiêm túc, cho nên là em bày tỏ quan điểm của mình rõ ràng. Được thì em nói được, còn không thì em nói không. Có thể là em không bấm nút ngày hôm nay, nhưng mà hy vọng là anh sẽ gặp được một người nào đó phù hợp với mình hơn. Còn riêng em thì em chưa cảm nhận được nhiều ở anh. Em xin lỗi. Rồi, hết thời gian. Mình cứ tỏ rõ quan điểm của mình các bạn, không vấn đề gì cả. Phút 89 vẫn còn có thể thay đổi. Suy nghĩ hãy nhắm mắt nha. Thật kỹ, nhắm mắt lại, cảm nhận tất cả những điều gì xảy ra và đi đến quyết định các bạn nhé. 3 2 1. Hết thời gian. Bạn trai, tôi nghĩ rằng bạn muốn bấm đấy chứ, đúng không? Đúng rồi, nếu mà em thì em suy nghĩ nếu mà mình nhiều khi mình nói chuyện vài phút vậy mình đâu có thể hiểu đâu được nhiều đâu. Nhưng sao mình không thể hiện quan điểm của mình là bấm nút? Nhưng mà bạn đã nói mà bạn đã nhường cơ hội thì em phải ra lăng là em nhường là cơ hội lại cho bạn, lại tìm người mới chứ em bấm thì em cũng dành luôn. Đâu có sao, mình mặc dù bạn không bấm nhưng mình vẫn cứ bấm đúng thức như những gì mình suy nghĩ. Thôi được rồi. À, dù sao đi nữa thì cũng cảm ơn hai bạn đã đến tham gia chương trình và chúc hai bạn sẽ sớm tìm được một nửa yêu thương của mình. Dạ, em cũng cảm ơn chương trình rất là nhiều đã hỗ trợ cũng như là tư vấn cho em rất là nhiều. Nhưng mà chắc là duyên chưa tới, thôi thì mình ráng mình đợi thêm một thời gian nữa. Rồi, chúc hai bạn thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc. Gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relax. Dạ, em cảm ơn. Mời quý vị khán giả đón xem chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò cùng Quyền Linh và Ngọc Lan. Chương trình được phát sóng vào lúc 17h50 thứ Bảy và 22h30 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7 và kênh YouTube MCV Media. Là em chỉ có điểm mạnh thôi, bây giờ thì em chưa cảm giác được điểm yếu của em ấy. Ai cũng em đều ghẹo hết á, phải ghẹo người ta. Em ngồi em ngắm người ta say đắm lên nỗi mà người ta tưởng đâu là mình thích người ta luôn ấy. À, em cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp anh. Mời bạn nam. Rồi, chào bạn. Ngồi đi bạn. Rồi, mời bạn nữ. Rồi, mời em gái ngồi. Mời giới thiệu về mình. À, dạ, em chào anh Quyền Linh. Chào chị Cát Tường và chào quý vị khán giả. Em tên là Đoàn Vĩnh Khang. Em là nhân viên thống kê rau củ ở công ty Ares Sài Gòn ở quận 7. Bao nhiêu tuổi Khang? Dạ, em 23 tuổi chị. Quê đâu Khang? Quê em ở thành phố Hồ Chí Minh luôn. Ở thành phố Hồ Chí Minh xưa giờ luôn? Dạ. Ở với ai? Ở với gia đình. Gia đình có mấy người? Dạ, ba mẹ em với lại em gái. À, ba mẹ em gái. Dạ. Rồi, mời bạn gái. Chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả.
Em tên là Mai Trâm, năm nay em 23 tuổi. Em đang là nhân viên tư vấn bán hàng. Quê em ở Phú Yên và em hiện tại đang sống và làm việc ở thành phố Hồ Chí Minh. Em đang ở thì ở khu vực Thủ Đức, Dĩ An. Còn em làm là em làm toàn thành phố. Em chạy job á chị, là tức là quận toàn thành phố thì em sẽ đi di chuyển chứ không có làm cố định ở một chỗ hay là siêu thị đó. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Em nghĩ là em chỉ có điểm mạnh thôi. Bây giờ thì em chưa cảm giác được điểm yếu của em ấy. Vậy còn điểm mạnh? Điểm mạnh của em vui vẻ với lại ít nói. Ít nói rồi sao bán hàng? Khi mà mình làm cái công việc đó thì nó sẽ có cái nội dung, mình có cái chủ đề thì mình sẽ nói chuyện với lại người ta. Còn bình thường khi mà về nhà thì em ít nói. Vậy em về nhà em ngồi chờ một mình. Vậy hả? Ngồi chờ một mình. Sở thích của em là gì? Em thích xem phim, em thích rap, em thích chơi thể thao nhưng mà em không chơi thể thao. Thích chơi mà không chơi? Dạ đúng rồi, hồi xưa lúc mà còn đi học á thì có bạn bè rồi em hay chơi chơi chung với bạn. Xong rồi sau khi mà em học tốt nghiệp phổ thông xong, lười, một mình em lười, em không chơi. Đọc thử một câu rap nghe coi. Vô. Đợi khi em lặng thầm nghe nhịp sóng vỗ, nghe con tim mình trống chỗ, nghe tiếng anh nói trong hộp thư, nghe đời bảo yêu không phải là một chữ vì em đã viết lá thư dài 4 trang. Đã nghe con tim mình rộn ràng, trò chuyện từ tối hôm qua cho tới sáng, làm sao để biết hy sinh nào mới xa. Có thú vui tao nhã gì nữa không em? Em thích nhìn người đẹp. Trai đẹp hay gái đẹp? Cả trai lẫn gái. Người đẹp là thích nhìn? Dạ đúng rồi, em cực kỳ thích ngắm. Tức là nhiều lúc em ngắm, em ngồi em ngắm người ta say đắm đến nỗi mà người ta tưởng đâu là mình thích người ta luôn ấy. Nhưng mà em thích trai hay gái? Người đẹp thì em thích thôi, em thích cả hai đồng đều như nhau. Chứ em không có quen con gái. Có nhớ nhung cô gái nào chưa? Thích thì em thích nhìn vậy thôi. Mà có nhớ về nhà rồi có nhớ nhung người ta không? Dạ có đôi khi. Trời đất ơi. Không, nhưng mà con trai cũng có. Bây giờ nói cho tôi nghi ngờ quá vậy. Đàn trai bên đây thấy lo rồi đó nha. Em cũng thích ngắm trai xinh gái đẹp anh. Đó. Dạ. Thích ngắm trai gái đẹp luôn. Dạ không, trai đẹp là ngắm hơi lá nữa bỏ đi chỗ khác. Nhưng về có nhớ nhung giống bên kia một chút không? Dạ không, chuyện hết ngắm rồi không có nhớ. Tôi không thích ngắm trai ta kỳ ta. Anh ơi, tức là nhớ là giống như kiểu là mình thích người ta, mình thần tượng người ta thì mình nhớ. Vậy là cũng nhớ lắm rồi đó nha. Còn bạn trai, ưu điểm khuyết điểm của bạn là gì? Ưu điểm của em là hoạt bát vui vẻ, khoái ghẹo người ta. Khoái ghẹo người ta hả? Dạ. Ghẹo ông trai hay ông gái? Ai cũng em đều ghẹo hết đó. Ghẹo là chọc phải ha? Dạ đúng rồi. Dạ. Khuyết điểm? Khuyết điểm của em là em thích nựng chó. Hả? Nựng chó hả? Dạ đúng rồi. Nếu mà chó dễ thương thì em nựng tới khi mà nó bực mình lên nó là em bỏ chạy rồi. Sợ nó cắn. Tức là thích nựng chó nhiều hơn nựng người. Có nựng người nữa nhưng mà thấy ai dễ thương thì nựng chút xíu thôi. Chút xíu thôi còn chó mới nựng lâu đúng không? Dạ đúng rồi. Thôi rồi. Rồi tình trường thì sao? Em trải qua một mối tình, người đó ghen quá anh ơi. Tại vì em đi giao hiệp với khách hàng á anh. Gọi điện thoại em hoài rồi khách hàng cứ nói cũng tới nơi chỗ em luôn. Làm dữ quá hồi em về. Tới nơi luôn? Dạ đúng rồi. Quen nhau mấy năm? 6 tháng. À mới có 6 tháng nữa hả? Dạ. Nhưng ghen quá ha. Dạ. Bên kia mấy mối tình? Dạ em chưa có mối tình nào hết. Đó tôi nghi lắm luôn rồi đó. Có si mê, có nhớ anh nào chưa? Dạ chưa. Trời ơi. Có ai nói em là lét chưa? Không có chị. Chào em, trời ơi, dễ thương quá. Không có mối tình nào hết. Dạ chưa, chưa có chứ không phải là không có. Chưa có. Dạ. Thấy con gái thích, về cũng nhớ. Thích. Có bao giờ ôm cô gái nào chưa? Em gái em. Không, người ngoài em gái em á. Bạn bè bình thường. Có ôm chặt không? Ôm nhóm. Thấy phê không? Có cảm giác gì không? Dạ bình thường. Có bao giờ nắm tay bạn trai chưa? Nắm hoài à. À có cảm giác gì không? Dạ. Rồi xong luôn. Có bao giờ coi một cảnh tình cảm nào trên phim hai người hôn nhau chưa? Dạ có. Thích không? Dạ thích. Nhưng mà thích ai? Là thích phim đó mới coi mới thấy. Thấy thì mình có mong muốn vậy không? Dạ em chưa nghĩ tới. Hình như cô này không có cảm giác gì vậy luôn á. Tôi hơi lo luôn á nha. Nhà gái cũng hoang mang luôn rồi đó. Ca này hơi khó à. Em cũng muốn hẹn hò thì em mới lên đây. Mọi người kiểu như là hơi bị hiểu nhầm giới tính của em ấy. Tại vì là nếu như mà lướt trên Facebook hầu như là
từ năm này cho đến năm nọ không có một tấm hình nào mà em chụp chung với con trai hết luôn. Toàn là hình chụp chung với lại bạn nữ không mà. Kiểu mẹ em cũng sợ luôn ấy. Cho nên là em muốn lên đây để chứng minh là em không phải như vậy. Em lên chứng minh với mẹ em, cố tình chứng minh thôi đúng không? Dạ, thật sự thật là nó như vậy thì em mới chứng minh. Ở nhà mẹ em có nói em lét không? Mẹ sợ thôi chứ mẹ sợ nói. Vậy là mẹ cũng nghi ngờ giống anh rồi. Hay. Nãy giờ em nghe cảm giác em có lo gì không? Em thấy bình thường anh. Bình thường hả? Đúng rồi đó. Này tôi cũng coi khoái trai mà, ngắm trai luôn mà. Anh ơi, tức là đẹp thì ai chả thích. Tại sao tao ế tới giờ em biết không? Lúc đó em chia tay xong rồi em buồn. Rồi cũng em cũng có quen một sư thầy. Ủa quen sư thầy? Ủa là sao? Tôi hoang mang hoài đó. Quen sư thầy rồi sao em? Thầy đó là trụ trì ở chùa, cũng có rủ em về để theo học khóa tu anh. Rồi sau đó ngỏ lời mời về kêu em đi tu rồi làm trụ trì luôn. Cho miếng đất ngàn mét vuông anh. Miếng đất ngàn mét vuông trụ trì luôn. Dạ đúng rồi. Nhưng mà em suy nghĩ lại, em còn trẻ quá, đang phân vân giữa đời với đạo á. Nếu mà cái mối tình này được á thì em sẽ suy nghĩ lại. Có nghĩa mối tình này được là không được. Thì đi tu. Chắc là đi luôn. Không được thì đi tu. Theo sư thầy luôn. Em vẫn tiếp tục cuộc sống. Mối tình này không được đi tu luôn hả em? Mỗi buổi tối thì em vẫn đọc kinh tiếng Phạn hả chị? Trách nhiệm em cao lắm đó. Ca này khó à. Tôi làm mai cũng cỡ gần chục năm nay tôi mới thấy ca này lạ đó. Em muốn tìm một mẫu người bạn gái như thế nào? Dễ thương, xinh, có duyên chút xíu. Có cái mẫu người lý tưởng không? Ca sĩ Hàn Quốc CL quá chị. Cái điều gì em không thích ở người bạn gái? Xăm mình rồi. Em cũng xăm. Gì nữa? Găng hô. Gì nữa? Chị hơi được chị. Có phải làm dâu không? Bạn đó thích thì về thôi, chứ em là tư tưởng là thích ở sống riêng hơn. Tại vì em thích đi chơi mỗi tối lắm, nếu mà đi về trễ thì sẽ làm gia đình sẽ lo. Thôi tôi hoang mang quá. Anh nói những lúc này có lẽ trong đầu em á là em có hướng nghiêng về sư thầy, tức là về đi tu á. Nhưng mà nếu có căn tu á thì cũng nên tu. Ôi anh ơi, chắc em nghĩ chưa có đến duyên đâu. Nó thử được vậy được rồi đó. Em muốn tìm mẫu người bạn trai như thế nào? Em không thích những người bị hói. Hói? Tại vì em bị hói. Gia trưởng là em không thích. Với lại không thích hút thuốc. Con trai mà tính đàn bà. Có mẫu người lý tưởng gì không? Kiểu như là bạn nam biết quan tâm lo lắng là được. Hỏi ý kiến người thân đi. Chứ cũng hoang mang quá. Nãy giờ hai em đưa ra những cái gì nó hoang mang không à. Người thân của em hôm nay là ai nè? Dạ có dì với lại chị gái của em với lại chị họ anh rồi. Họ dì ruột hả? Dạ đúng rồi. Rồi cho gặp dì trước đi nha. Em xin chào anh Quyền Linh. Rồi chào chị. Chào. Dạ. MC Cát Tường. Chào hai cháu đang tham gia chương trình ngày hôm nay. Xin chào quý khán giả có mặt trong hội trường. Dạ. Tôi tên Hiền, đến từ Phú Yên, là dì ruột của cháu Trâm. Chị thấy cháu gì sao? Nói chung cháu thì cái bản tính hiền. Hiền. Trầm tính, ít nói. Nhà thương cực kỳ, thương bé. Cứ sợ bé ở vậy luộc. Cho nên gì cứ hấu. Tới chương trình bạn muốn hẹn hò đó mà kiếm bạn trai. Còn chàng trai bên đây thì theo gì nhận, nhìn nhận á, thì khuôn mặt phúc hậu. Đang nói chuẩn chạc. Tóm lại là cái khuôn mặt của hai cháu á, có nét phu thơ trên khuôn mặt. Cháu bên đây là nói chung cũng đẹp trai. Ăn mặc nói chung chu đáo, nói chung tắc. Kẻ là gì cũng ok hết Trâm ơi. Chị mong cho hai cháu cho nhau cơ hội để mà tìm hiểu. Rồi cảm ơn gì. Hôm nay bạn trai đi với ai? Em đi với mẹ với em gái rồi. Rồi dạ, chào cô. Chào anh Quyền Linh, chị Cát Tường. Dạ. Chào khán giả ở trường quay. Em tên Châu, là mẹ của bé Khang. Có khi nào Khang nói cô nó có ý định đi tu không cô? Có, nhưng mà nó đi với bạn nó sinh viên hè rồi nó đi tình nguyện rồi đi vô mấy cái chỗ trung tâm với lại giáo hội Phật giáo gì đó. Thành đi ra, vậy là tốt. Nó cũng có đi tham gia chương trình tình nguyện của chùa, thành ra nó khóa tu của chùa cũng có tham gia. Nó đi làm vậy nó làm lì lì với lại cái công việc của nó về nhà nó làm thêm rồi xong rồi đi ngủ, sáng đi làm tiếp. Cô bé này cũng dễ thương đó.
Cảm ơn cô. À, thôi để hai đứa tìm hiểu đi, để hai đứa hẹn hò, hai đứa cũng có những cái giống nhau lắm đó. Rồi cảm ơn cô. Rồi cảm ơn cô. Đó là ý kiến của người thân để mình tham khảo thêm ha. Bây giờ quan trọng vẫn là hai bạn kéo rau. Chào em. Chào. Anh có món quà tặng cho em. Cảm ơn nha. Anh thấy em dễ thương á. Cảm ơn anh. Anh biết nấu ăn không? Biết chút chút. Có hay nấu ăn cho mẹ không? À, trừ khi mẹ nấu ăn không hợp khẩu vị mới xuống nấu thôi. Khen thích con gái đẹp đúng không? Là rốt cuộc là thích hay là không? Có thích chút chút, nhưng mà đối với người yêu là có thích. Trâm thích con gái đẹp, tức là con gái đẹp đối với Trâm là có hai dạng. Thứ nhất là đẹp, nhưng đẹp theo kiểu là nhìn có sức sống, đó là những cái bài tập thể thao. Thứ hai là đẹp kiểu tiểu thư bánh bèo. Thì Trâm thích cái kiểu mà con gái đẹp kiểu nhìn có sức sống á. Khen thích cái kiểu con gái nào? Sao nghi quá. Con gái có chơi thể thao, có sức sống. Nếu Khang thích cả hai thì sao? Lẽ thích cả hai, lẽ thích đều như nhau. Thì hỏi cho biết rồi thôi ạ. Sao là cái gì muốn hỏi Trâm không? À, có. À, công việc của Trâm thì có thời gian rảnh hay không? Cũng có. Nói chung là có thời... có. Thôi thôi, được rồi, cái quà để hai người đứng lên. Kiểm tra cảm xúc chút coi, được không? Còn không được thôi về cho rồi. Nắm tay. Rồi coi mình tim có đập loạn xạ gì không? Có cảm xúc gì trong người không? Có rung động miếng nào? Có cái tình cảm nam nữ gì không? Trâm thấy Khang sao? Bình thường. Sao là sao? Là thấy mặt tròn tròn kiểu baby cute. Mình nắm cái tay có điện chạy qua không? Có rung động gì không? Trời, đủ 30 giây rồi đó. Rồi sao em? Cảm thấy sao? Em thấy bình thường hả? Bình thường. Cả hai đều thấy bình thường. Chết rồi. Rồi anh Linh bất động luôn rồi đó, tôi cũng vậy. Trời ơi, sao tôi rơi vào cái hoàn cảnh này trời. Ủa, lúc trước cô gái kia, ai cua ai? Em cua trước rồi. Em cua em nói hay sao? Mình làm quen nha. Rồi tìm hiểu, rồi tối thì mỗi tối em chở đi chơi, đi dạo. Chở đi chơi thôi hả? Đi ăn nữa anh, đi ăn xong rồi. Làm đi gì chơi nữa? Đi ra phố đi bộ. Rồi sao nữa? Đi bộ ra ngoài vậy? Vậy thôi đó hả? Dạ, tâm sự nữa. Có... Chưa anh? Chưa luôn. Dạ. Không có làm gì hết. Dạ. Ta không cho làm hay mình không làm? Trong sáng á chị? Chị có nắm tay hả? Không, trong tối gì, trong sáng chi vậy trời? Nói vậy thôi. Chứ cũng rất là bản lĩnh nha. Chỉ sợ lấy người ta về xong đi tu thôi à. Muốn đi tu phải có căn tu, phải muốn đi tu là được đâu. Bây giờ nhìn cái chàng trai nè. Có một chút cái rung động gì không? Cảm xúc. Có thích miếng nào không? Nếu như mà thích thì chắc kiểu là chị em. Tức là nhìn có cảm giác như bạn chưa trưởng thành ấy. Chưa trưởng thành luôn. Em nói gì cô gái đi. Em bỏ tài. Nói vậy em hết nói luôn rồi. Em mình phải chứng minh mình trưởng thành chứ. Tại em chưa hung cổ mới nói em chưa trưởng thành đó. Bạn trai là người ta có công việc ổn định rồi, người ta có ý chí trong tương lai nữa, mà sao nói người ta chưa trưởng thành trời. Cô mới là chưa trưởng thành đó cô. Em cảm nhận thế nào á? Có giống như cái hình gọi là hình dung của mình về về đối tượng mình lựa chọn không? Cũng giống kiểu nhìn cũng hiền, cũng dễ thương. Bây giờ em có cảm xúc rung động gì với cô gái này không? Cũng có chút. Cũng có chút. Em muốn nói gì với cô gái này? Em cho cơ hội thì chúng ta sẽ tìm hiểu nhau. À. Thôi. Chúng ta có 3 tiếng đếm để quyết định. Hãy suy nghĩ thật kỹ nha. Cơ hội cũng không đến nhiều lần với chúng ta. Đồng ý hay không đồng ý là quyền của các bạn. Hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Hết thời gian. Mời em. Đây là một chàng trai rất bản lĩnh. Đây cũng là một trải nghiệm. Khi nào mình mà muốn tìm một nửa yêu thương của mình á thì hãy đến với chúng tôi, bởi vì chúng tôi vẫn còn bạn muốn hẹn hò offline nhé. Bây giờ tại sao em không bấm nút? Em
cảm giác là em không thể hẹn hò được với bạn. Em có cảm nhận là cô ấy sẽ không bấm nút không? Dạ có chứ. Tại sao em vẫn bấm? Tại vì em muốn cho cơ hội bạn đó một cơ hội. Chính xác, bạn rất bấm. Hay biết rằng người ta không bấm nhưng mình thích thì mình cứ bấm, đó là bản lĩnh của người đàn ông. Và chị nghĩ là em đã trưởng thành. Hy vọng rằng là hai bạn sẽ tìm thấy được hạnh phúc của mình ở đâu đó ha. Dạ, cảm ơn chị. Đây là hai món quà dành cho các bạn. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn một hộp sô-cô-la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô-cô-la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Hai đứa đi hai bên. Đây, đi đây. Ừ. Đi theo ta làm chi? Em có một đời vợ là 6 tháng em thôi. Biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Hồi đó nó dữ quá, em mới gửi lại ông bà vợ. Em muốn ba ly là em quậy tới bến, cửa chính em luôn tới luôn lui luôn á. Hả? Ghê lắm. Một ca khó. Rất khó. Vấn đề chỗ này chúng ta chưa hợp với nhau thôi. Nói chung trái tim chưa rung động thì chưa bấm nút cũng không biết nói làm sao. Rất tiếc là chiếc TV Akino 40 inch trị giá 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cặp đôi thứ hai của ngày hôm nay. Mời bạn nam. Rồi, chào em. Mời bạn nữ. Mời em. Mình giới thiệu về mình cho bạn bên kia biết đi. Dạ, chào anh Quyền Linh và chào chị Cát Tường và chào bạn nữ bên kia. Chào toàn thể quý vị khán giả và bà con thân mến xem đài. Em tên là Phạm Văn Bảo, năm nay em 40 tuổi, nghề nghiệp kinh doanh. Kinh doanh về gì Bảo? Em có hai cơ sở massage. Quê Bảo ở đâu? Em ở Hậu Giang, mà hồi xưa thì hậu khẩu thì còn Cần Thơ, bây giờ tách ra thuộc về Hậu Giang này. Làm ăn hai cái cơ sở trên Cần Thơ. À, vậy là hôm nay mình lên đây dưới Cần Thơ lên đây tham gia chương trình ha bạn. Dạ. Bạn gái giới thiệu đi em. Dạ, em tên là Bé Tuyết, năm nay 28 tuổi, quê ở Kiên Giang. Thì em hiện tại là quản lý nhà nghỉ cho chị gái. Sắp tới em cũng lên thành phố làm lại. Hiện tại thì giờ đang ở dưới quê hay đang ở Sài Gòn? Đang ở dưới quê. Dạ. Nhưng sắp tới thì sẽ lên Sài Gòn. Dạ. Lên đây làm gì? Em xin bên kế toán học nhân viên văn phòng. Lúc trước em cũng đang làm nhưng mẹ bệnh nên à, là mình có sắp. Cái nghề kế toán, có học kế toán. Dạ đúng rồi. Rồi mới qua quản lý với hai cơ sở massage được rồi. Em có những ưu điểm gì, khuyết điểm gì? Nói ưu điểm em thì em chơi thể thao thì nói chung là tập võ, tập luyện, đánh bóng chuyền. Thì nói chung công việc em thì làm cái gì cũng giỏi. Nhược điểm? Khuyết điểm thì ai mà khổ mà xin em là em cho. Giống em luôn hả? Bên đây bạn gái nói giống bạn gái luôn nè. Khổ lắm. Anh khổ quá Bảo. Bảo coi nhắm cho anh vài chục chai thôi. Ngoài cái suối được không Linh? Được. Ngoài cái nhược điểm nó ra còn gì nữa không Bảo? Tật hơi xấu, ngủ hay đánh người á. Đánh dạ, ai? Dạ. Chưa gì chơi. Nói chung là ai ngủ chung với em là em thấy ma là em quýnh à. Thôi đó coi. Bị mớ á. Bạn gái đây sợ rồi kìa. Thường bị nhát rồi cái đó. Không có sợ mày đâu nghe. Mày nhát tao hoặc là đấm mày à. Thiệt, đấm liền. Mà giờ hết rồi. Rồi, còn bạn gái. Ưu điểm em thì em cũng biết nấu ăn, nấu ăn cũng ngon. Cũng biết hát với vui vẻ, dễ tính. Còn nhược điểm thì biết nấu ăn nhưng mà không có thích xuống bếp, không thích làm phụ nữ nội trợ. Tính xấu em là em không biết uống rượu bia. Em uống ba ly là em quậy tới bến luôn. Quậy là quậy sao? Quậy cỡ nào? Là quậy nhất là quậy gì? Em đu quýnh cửa chứ, cửa chính em đu tới đu lui luôn á. Hả? Ghê lắm. Đu cửa hả? Anh này là ảnh là 40 tuổi, em là 28 tuổi. Quen lớn hơn nhiều vậy, em có thích hay là không thích? Có ngại gì không? Nói chung em thì không có quan trọng vấn đề tuổi tác. Tại vì nếu người lớn tuổi thì họ sẽ chín chắn hơn trong việc nữa. Em cần là một người mẫu như là kiểu như là phải chững chạc, có công việc ổn định, biết lo cho tương lai sau này con cái chút chắc chút chích nữa. Rồi tình trường em sao? Em có một mối tình 7 năm về trước. 7 năm nay không có quen ai hết. Dạ. Lý do? Tại vì cũng có người thích em, nhưng mà tại vì cái tính em đó là em biết cái người đó là không có hợp với em, là em lạnh lùng với người ta, em tỏ ra lạnh lùng luôn. Ok, quan điểm rất rõ ràng. Bảo thì sao? Mình tình trường như thế nào? Em có một đời vợ rồi 6 tháng em thôi. Có một bé mà mẹ nó bắt nuôi rồi. Trai hay gái? Trai chị. Nhưng mà sau 6 tháng mình có vợ 6 tháng có con thì tại sao chia tay Bảo? Nó dữ quá anh ơi.
Em cũng không giữ. Con bao nhiêu tuổi rồi? 6 tuổi. Hồi đó nó dữ quá, em mới gửi lại ông bà vợ. Rồi nửa tháng sau nó mới xuống nó có bầu. Rồi xong từ từ rồi nuôi xong xuôi hết trơn rồi mới ra ly dị. Nhưng mà em quen với cô ấy là bao lâu? Tháng hay tháng gì. Nói chung là tại vì em nghĩ là em quản lý thì em điều hành, điều quân kiến tướng được thì em dạy tính đâu nói nghe. Mà chứ vợ dữ quá dạy không có nghe. Ý là có vỏ mà. Nói chung là có vỏ chứ thì mình phụ thân thôi. Chứ vợ đánh thì nói chung mình cũng không có đánh lại thì đánh ghét thì nhịn không nổi thì tán lại. Vợ đánh quá chịu không nổi đá lại rồi ly dị luôn. Chuyện đó cụ bỏ qua đi, mình hỏi cho biết thôi. Hôm nay mình tìm hiểu thật kỹ nha. Bảo muốn tìm một người bạn vợ như thế nào? Em muốn tìm một người biết chăm sóc lo gia đình, không có hung dữ là một. Đừng hung dữ chỉ Cát Tường là được rồi. Chỉ Cát Tường xinh đẹp, có hai đồng tiền dễ thương. Mà dữ lắm á. Thì biết dữ mà nhưng có vẻ đẹp bên ngoài. Sao giống giống được chỉ Cát Tường cũng ok. À, có nghĩa là đẹp thì được quyền giữ. Đừng có tật xấu, quýnh bài, đồ nãy kia, rồi số đề, rồi ăn nhậu nhẹt, lèn nghèn, ở dơ. Nếu cao em thích từ 1m65 cho nên. Rồi. Dòng dãi người chút. Cha cao thì mẹ cao thì đẻ ra con ra cũng cao theo. Mua mốt làm người mẫu hay làm diễn viên như chị Cát Tường cũng được. Trời ơi, tôi đâu có cao đâu, không cần cao mới làm người mẫu. Rồi rồi ngoài cái chiều cao bỏ đi, khó quá bỏ đi, còn cái nào khác nữa không? Thì ăn mặc cho nó sạch sẽ gọn gàng. Đừng ra đi ra ngoài mà đám tiệc hay đi đâu đó thấy cái đồ bộ là em không khoái. Ai bị đám tiệc còn đồ bộ, ông nói quá sự thật. Có chị Cát Tường ơi. Bây giờ giả tỷ giờ cổ đang ở thành phố, anh ở Cần Thơ này, rồi mình hẹn hò sao? Em thấy muốn đi giờ nào em đi cũng được chứ. À, cũng được, mình làm chủ mà ha, muốn đi giờ mình nào đi mà. Rồi em thích mẫu người bạn trai làm sao? Em thích bạn trai em cỡ 1m7, được trai một xíu. Cái đường cũng ăn mặc gọn gàng sạch sẽ, đám tiệc cũng được như người bảnh nói vậy đó. Chứ đừng có xề xà ghê, lâu lâu cũng gâu ghê em với mấy người đó mớn. Nãy giờ em nghe anh ấy nói có vợ, có đứa con 6 tuổi rồi thì em thấy sao? Có một đời vợ em cũng không có hoang mang, mà nghe có con em hoang mang quá. Không có sao đâu em ơi, đã lên chương trình thì tất nhiên tìm một người vợ lúc nào cũng phải lo cho tương lai người vợ sau này chứ. Một lần đã đổ vỡ đã khổ lắm chứ. Đúng rồi. Dân... Dạ. Thôi, em có em ghét tật xấu gì người đàn ông nhất? Nhậu nhẹt, bê tha, đi lạng lạng ngoài đường, đi ớn chết. Anh không có nhậu em, không có hút thuốc. Gặp gái nhìn lơm lơm, nhiều người vậy á. Cái tính gia trưởng, bắt áp đặt làm cái này làm cái kia vậy đó. Có gia trưởng không? Không phải là gia trưởng, tại vì biết cái đó làm công việc sai thì em la. Còn cái làm đúng em không la. Coi như mình có tính quyết đoán không, lãnh đạo mà đúng không? Nhưng mà em có phải người hay ghen không? Tại vì môi trường của bạn trai em làm massage, nghĩ là chắc là phụ nữ nhiều á. Đúng rồi, mà em ghen lắm. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Đùng đùng là quánh luôn á. Quánh ai? Thì dặn lên là bắt chấm hết trơn. Bây giờ em không đương được ai hết trơn. Quánh là quánh chồng mình hay là quánh nhỏ kia? Trời, quánh chồng mình chứ quánh kia nó quánh mình lại sao? Chết. Chết luôn. Chuyện này chết luôn. Nay cái ngày gì tôi gặp chứ... hai cặp khó như trời. Chứ bên kia người ta cũng bị vợ quýnh ghét mà ly dị rồi đó. Mãi bên kia tâm lý, bị tâm lý thôi chứ. Em ơi, dạ. Ghen đó, tật ghen ta xấu lắm em ơi, đừng có ghen em ơi. Không, em ghen tâm lý lắm anh, em ghen em thì... nhẹ nhàng lắm. Em quánh đâu phải đùng đùng đâu. Em thấy cái tổng thống Bill Clinton mà ổng có vợ bé mà bà không thuyết phục ổng quay trở về là bà rất là giỏi. Em thấy làm sao mà để được như vậy mới gọi là quá ok đó. Ủa, hồi đó giờ gì anh chia tay vợ xong rồi anh chưa có người nào hết luôn hả? Có người làm mai mà nói chung là chưa có vừa lòng cho mấy rồi chị em thấy không 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 được rồi không cái người ấy. Đó thì sao mà không vừa lòng vậy? Nó cũng hơi không dữ không cắt không hơi dữ. Thôi giờ hỏi kiến người thân đi nha. Hôm nay em gái đi với ai cưng? Dạ em đi với chị gái. Hồi chị gái hiền khô à? Rồi chị gái đó là tưởng tượng ra em gái nha. Chào chị. Em chào anh Viền Linh, chị Cát Tường, quý vị khán giả trong trường quay và anh bạn trai bên kia. Em là Quỳnh Thị Tiện, em là chị gái của bé Tiết. Bé Tiết chỉ nói vậy thôi, nhưng bé Tiết không có ghen đâu. Em thấy anh trai bên đây thì bạn trai, nhưng mà không biết anh có đầu ai không. Em gái của em thì nó rất chung thủy, nói chung là nó rất là cá tính, không có yếu mềm như em đâu. Nhưng anh yên tâm đi, nếu mà anh đến được với em gái em á, ok.
Bảo đi với ai Bảo? Em đi với chị Tư với chị em dâu chị ruột. Chào chú Quyền Linh với cô Cát Tường. À chào cô. Ở đây chào khán giả trong vườn quay. Đây là chị thứ tư cô Bảo. Bạn gái anh đây cũng thấy chị nói chuyện cũng dễ thương. Hơi thấp một chút. Tại vì em muốn có một người vợ để cao ráo, để sau này có con cái nó cũng cao ráo lên. Cha mẹ đẻ con nhiều khi cha mẹ lùn lắm, nhiều con cũng cao lắm ha, đừng có lo gì đó. Dinh dưỡng tốt là cao hết. Dinh dưỡng tốt là được. Tại rồi, vì ha. Thấy hồi đó giờ anh em cũng ấy, anh em cũng cao không hà, không có người nào lùn hết á. Rồi cảm ơn chị. Ở bên đây nói chứ nhìn em chị gái bên kia cũng hiền chứ không đến mức gì đâu. Vấn đề chỗ là hai người gặp nhau xem có phát sinh một cái rung động nào không thôi. Rồi bây giờ mở rào. Kéo rào. Rồi xoay qua đi hai bạn. Em có món nhỏ rồi, tặng anh. Cảm ơn. Hỡi người yêu, em như ngàn ánh sao bừng lên trong màn đêm lung linh đẹp xinh. Mình yêu nhau đi, qua yêu nhau hoài nhé em. Kề vai bên nhau cùng say sưa khúc nhạc tình. Này em yêu ơi, tình anh ngàn lời muốn nói rằng anh yêu em. Anh nắm đồ anh đẹp trai dễ thương, và con tim rất chung tình. Gặp nhau đêm nay mà dường như bao lâu tình yêu đôi ta đã trao. Yêu anh nhé. Người anh yêu hỡi, em có nghe trong tim bao tiếng yêu vang lên dành cho em đó. Dạ, cảm ơn. Anh tặng cho em một cái bó hoa. Bưởi tặng cho em một cái bưởi, tại nhà anh cũng có một cái vườn bưởi. Dạ, ăn bưởi nhớ mãi luôn. Cảm ơn anh Linh nhiều nha. Chai nước. Anh nấu hả? Chai nước ở Cần Thơ với một gạo. Bịch gạo. Cần Thơ người. Gạo trắng nước trong. Ai đi đến đó lòng không muốn về, trai vào bỏ xác, gái vào phơi thay. Vậy em có bỏ xác hay là bỏ phơi thay? Gì vậy trời? Chứ cho kêu bỏ xác mắng này đi. Nhiều quá vô coi giọng cổ nó là hợp luôn á. Giọng em ca giọng cổ cũng hay lắm mà không sợ. Rồi để đây, để đây. Chạy chưa? Kể chơi đi. Tâm sự nè. Tinh thần văn nghệ là chính. Đến đây thì không hát thì cũng bấm nút hẹn hò. Đâu ai lấy thước mà đo dọc mình. Hát rồi. Lên cho đôi bạn đôi tình. Hát lên cho chương trình cùng vui. Đúng rồi. Người yêu ơi, yêu mình em được không? Từ giờ và sau này gió lành hoang đêm mùa đông là ngày ta xung vầy có tim hao gầy tình yêu đông đầy. Trả lời chương trình mà phải vũ điệu chứ, người hát phải vũ điệu chứ sao. Người yêu ơi, yêu thì có gì sai đâu, có sai đâu, không là em thì ai để em đưa anh về. Bởi tình yêu mãi mê mặc kệ người ta cười chơi, làm người yêu em nha baby. Rồi múa giỏ sao múa luôn. Nói chung là đánh giỏ thì cầm đánh bút xin thôi. Thử coi, thử vài cái coi, chơi luôn. Thí dụ một đối thủ mình sẽ bước lúc nào cũng phải chịu cái chân chững cái này. Bước lúc nào cũng phải che cái mặt và cái bụng. Hở bụng đến bụng, hở thân đến đâu mà cầm cái tay. Hở thì mình đánh, hở thì mình đánh. Coi bữa vợ đánh đỡ sao. Vợ đánh. Đúng chưa đánh. Cặp này vui đó. Rồi, bây giờ ta bắt đầu câu chuyện ngày nay nha. Em thấy anh như thế nào? Nói chung là ăn mặc chỉnh tề lịch sự thì hợp với ý em, cũng hài hước, vui tính, cũng thích. Em cao bao nhiêu vậy? Hỏi chi cái nỗi đau của người ta. Thì anh cứ nhấn chìm nỗi đau nãy em xuống đi. Nãy em nói hô cần một người 1m7 mà giờ anh 7m8 thì nó cao hơn rồi. Em là thật sự em cần người 1m7 cũng chủ yếu là củng cố nội giống thôi. Tại em lùn, có 1m5 à. Tại gì? Sao nhăn mặt cái ghê vậy? Không đâu, không, tại anh đèn. Anh thấy em sao? Anh thấy em cũng dễ thương. Găng em có thiệt không vậy? Trời ơi, cái gì găng? Găng giả không à, nguyên hai hàm luôn á. Anh thích găng thiệt. Sao? Giờ găng giả chơi phải không? Tự nhiên mới quen nhau hỏi răng em thiệt không? Trời ơi, chứ gì? Tại thấy găng là biết răng thiệt rồi. Tại thấy găng nó đẹp đẹp. Mới gắn kia đó. Em là người ở biển, em ở tuốt ở đảo luôn á. Thì sao? Nên cái người đảo ở đó, một là nước da đen nè, hai là răng rất dễ hư. Rồi cuối cùng là răng giả hay răng thiệt cho người ta yên tâm kìa. Ba cây gì? Thành thật dễ sợ không? Cái gì mà nhắn thì răng giả thôi, chứ đâu phải chuyện gì cướp bóc gì đâu. Đúng ghê rồi. Hỏi có gì giả nữa không? Không, cái đó là em thiệt là bảo đảm hàng Việt Nam chất lượng cao.
Trong khi ổng nhăn hai cái đôi mắt, ổng kìa 8-9 cái làn xếp, ổng không sợ người ta chê ổng già à. Thiệt tình, để tôi dù dập đàn trai lại coi, bực mình quá. Chê người ta lùng rồi chê người ta giả nữa hả? Sĩ vả em nãy giờ em tổn thương lắm. Nè cười coi, cười cười, không hề có một nếp nhăn. Cười coi, cười, khỏi cười cũng nhăn. Ở trên đây thì nói chung là có một thời gian một chút xíu thôi. Nó còn không xíu bây giờ có tiếng hồ đó. Thời gian nhiều mà để tỏ tình với nhau. Thì anh hát cái bài mà lời tỏ tình dễ thương thì anh nghĩ anh cũng là người tỏ tình em dễ thương. Mà sến quá trời. Thì lên đã lên sân khấu rồi, mình chơi cho tới bến luôn. Anh cũng học ghe nhảy gáp mà nhưng ngặt con cái thì đã 20 năm rồi, nó lâu quá rồi, nhảy nó không dẻo mà nhưng cho anh chút nhạc. Thấy chưa, tôi nghe cái màu là tôi biết chuẩn bị nhặt gáp rồi. Bây giờ mình sẽ đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm nha. Nãy giờ trò chuyện vui rồi, bấm nút là cho có duyên cho nhau nha. Suy nghĩ thật kỹ rồi hãy đưa ra quyết định của mình sau 3 tiếng đếm. 1 2 3 Hết thời gian. Mời hai bạn. Em gái có bấm không? Không. Tại sao em không bấm? Có lẽ ảnh khó khăn lắm. Với tính cách ảnh tuy là ngoài mặt thì giỡn vui vẻ, rất là vui tính, nhưng mà em biết là ảnh gia trưởng. Không, anh không khó khăn đâu em. Anh là người dễ chịu. Rồi lý do tại sao anh không bấm? Lùng như bốn cái răng giả hả? Em mong muốn là kiếm một người vợ thì cao từ 1m6 trở lên. Sao không có chú ý chiều cao hoài vậy? Có cái gì đâu. Thật sự thì... Tại vì em trong ăn khổ lắm hay thích cái điện ảnh diễn viên. Anh nói với em nghe, anh là cao 1m71 nè, mà anh nghĩ là gái anh sẽ 1m65 thôi là mừng rồi, nhưng mà giờ nó mét gần 1m7 rồi đó, mà mới có 12 tuổi đó, nó còn lên nữa, chứng minh được rằng là không phải là mình lùng mà mình đẻ con lùng đâu. Do dinh dưỡng, ăn uống rồi tập thể dục rồi này kia. Nè, anh nói em nghe, di truyền chỉ chiếm 23% thôi, và chăm sóc dinh dưỡng chiếm 30-mấy%, môi trường chiếm 12%, và cái không khí, không gian, tình cảm nó chiếm thêm 10-mấy% nữa. Đó là theo thống kê của Y tế Thế giới. Hồi nãy anh nói cái này thì... trước dùm cho ổng cái đi, thiệt chứ. Mà ngặt con cái, vợ anh cao làm sao anh? Vợ anh mét mấy? Vợ anh nói chung là 69. Trời ơi, vậy là con ra phải rồi. Dinh di chuyện. Thôi không qua bỏ qua đi, không qua bỏ qua đi. Rồi. Việt Nam Cacao gửi tặng mỗi bạn hộp sô cô la đa vị do Việt Nam Cacao sản xuất. Việt Nam Cacao chúc hai bạn sớm tìm được tình yêu ngọt ngào như những thanh sô cô la này. Quà tặng dành cho hai bạn đó là một cặp gối cao su thiên nhiên đến từ công ty cổ phần Vinalatex. Nệm cao su thiên nhiên Vinalatex, niềm tự hào cao su Việt. Dạ, cảm ơn anh chị. Rồi. Thôi chia tay các bạn nha. Cho dù thì sao thì hôm nay mọi người rất nhớ các bạn, rất là vui nha. Hy vọng rằng ta sớm tìm người yêu thương của mình nha. Rất tiếc là chiếc TV Akino 40 inch trị giá 5.950.000 đồng vẫn chưa có chủ nhân. Tôi anh Linh đã cố gắng hết sức rồi nhưng mà ca này khó quá, không được. Và khán giả xem truyền hình thì bây giờ cũng có thể nhận được quà, đó là một chiếc TV 32 inch trị giá là 4.690.000 đồng đến từ thương hiệu Akino. Nếu quý vị trả lời được câu hỏi chương trình thông qua kênh fanpage Bạn Muốn Hẹn Hò. Và ngay bây giờ thì một cái nồi cơm điện trị giá 350.000 cũng sẽ dành cho khán giả may mắn tại trường quay. Nồi cơm điện nha. 03. Rồi, cậu không lấy được vợ hả con ha, nhưng mà mình lấy được cái nồi cơm điện. Rồi, 03 đúng. Đây, một cái nồi cơm điện của Akino trị giá là 350.000 gửi tặng cho em. Rồi. Rồi, chúc mừng nha. Cảm ơn quý vị và các bạn quan theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Hẹn gặp lại vào lúc 15:20 chủ nhật và 22:45 thứ hai hàng tuần trên kênh HTV7 Đài Truyền Hình Thành phố Hồ Chí Minh.
Mời khán thính giả theo dõi chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò phiên bản radio trên sóng VOH của Đài Tiếng Nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh vào lúc 9 giờ sáng thứ hai và thứ sáu hàng tuần trên tần số FM 99,9 MHz. Có bỏ lỡ tập nào, quý vị cũng có thể đón xem trên kênh YouTube MCV Media hoặc là cổng thông tin Love TV, và đừng quên nhấn subscribe quý vị nhé. Và một lần nữa cảm ơn thương hiệu TV Akino đến từ công ty cổ phần Phúc Ngọc Anh đã tài trợ chính cho chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.